Đức Phật dạy chúng ta dùng tâm thái gì để sống, để ứng phó với xã hội hiện tiền. Đức Phật nói rất hay. Chính quý vị phải nhận biết, tổ tiên bất thiện, Kinh Vô Lượng Thọ đã nói như vậy. Cha mẹ chúng ta chẳng biết. Vì sao cha mẹ không biết? Ông bà không biết chẳng dạy họ. Vì sao ông bà không biết? Ông bà cố chẳng dạy. Tính ngược lên từng đời một, tối thiểu là 5 đời. 5 đời trước đây cha mẹ thật sự dạy bảo, vì lẽ nào sau 5 đời chẳng dạy nữa? Chẳng phải là cha mẹ không dạy, mà tại Trung Quốc xã hội động loạn, kể từ khi nhà Thanh sụp đổ, quân Việt cát cứ, xã hội động loạn, tiếp theo đó là chiến tranh Trung Nhật. 8 năm kháng chiến đã phá sạch nền tảng gia đình. Vì thế mãi cho đến ngày nay, tối thiểu có từ 4 đời đến 5 đời thiếu sót sự giáo dục trong gia đình. Gia tộc chẳng còn nữa. Gia tộc này đã không có, lấy đâu ra gia giáo? Trước thời kháng chiến còn có gia tộc, còn có gia giáo. Lứa tuổi chúng tôi kể ra hết sức may mắn, sanh trưởng tại nông thôn. Nếu sanh trưởng tại đô thị, gia giáo cũng không có. Nhưng ở nông thôn thì có, còn bảo tồn nền văn hóa từ xưa. Quê hương chúng tôi lại tương đối đặc thù một chút. Vào 2 triều đại Minh, Thanh, cái nôi của Đồng Thành học phái ở ngay tại quê tôi. Phong thái học hành tại quê tôi rất thịnh. Trong hương thôn có trường tư thục, cho nên còn dính líu đôi chút với gia giáo. Đại khái là sau năm dân quốc 20 mấy, khoảng từ năm dân quốc 23, 24 trở đi, không còn gia giáo nữa. Tư thục ở hương thôn đổi thành trường tiểu học, chẳng còn học cổ thư nữa. Từ đấy về sau, đương nhiên chẳng còn ai biết đến chuyện này. Do vậy, hình thành tình trạng giáo dục hiện thời, đúng là đời sau kém hơn đời trước. Hiện thời hoàn toàn chẳng thấy đức dục nữa. Trong kinh điển, Đức Phật giảng 2 cõi sướng và khổ. Nay chúng ta hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng phải nhớ lời Phật khai thị: tổ tiên bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Không có ai giảng cho chúng ta. Chúng ta làm chuyện sai quấy, Đức Phật khoan hồng độ lượng, tha thứ, chẳng trách móc, chẳng chỉ trích chúng ta. Chúng ta cũng phải dùng tâm thái này để đối đãi hết thảy chúng sanh làm ác trong hiện tại. Cũng phải giống như Đức Phật khoan dung đối với bọn họ. Bọn họ đáng thương, vô tri mà. Nếu họ được tiếp nhận giáo dục văn hóa truyền thống Trung Quốc như thời cổ, sẽ chẳng làm như vậy. Hiện thời, khắp thế giới xã hội động loạn, tai nạn liên tiếp xảy ra. Có phương pháp nào cứu vãn hay chăng? Phương pháp có chứ. Trước đây đã từng có người hỏi tôi. Người ấy nói,
khi chúng tôi còn thơ. Hễ gặp khó khăn sẽ nhờ cha mẹ hướng dẫn cách giải quyết. Nay chúng ta gặp khó khăn thì phải làm sao? Dẫn theo lệ ấy, tìm đến tổ tiên, vấn đề sẽ được giải quyết. Thật sự có thể giải quyết. Tổ tiên không còn trên đời. Nhưng trí huệ và kinh nghiệm của tổ tiên truyền lại ở nơi đâu? Trí huệ của tổ tiên ở trong kinh điển. Quý vị thấy những gì được biên tập trong Tứ Khố Toàn Thư là kinh, sử, tử, tập. Trí huệ ở trong kinh và tử. Còn kinh nghiệm thì sao? Kinh nghiệm trong phần sử. Quý vị tìm tòi trong lịch sử, chắc chắn có phương pháp giải quyết. Tổ tiên biết rõ ràng, sợ người đời sau sơ sót, nên đã đặc biệt nêu ra một chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Đó là chân lý gồm 8 chữ: kiến quốc, quân dân, giáo học, vi tiên. Dùng phương pháp gì để giải quyết vấn đề? Giáo học. Giáo học có thể giải quyết vấn đề. Nói theo căn bản Phật Pháp, Đức Phật biết khổ và sướng, khéo léo chỉ bày khổ và sướng. Khổ do đâu mà có? Do mê hoặc điên đảo mà có. Quý vị mê rồi, bèn làm chuyện sai trái, sẽ bị khổ báo. Mê mất rồi. Nếu quý vị giác ngộ, tỉnh ngộ, sẽ chẳng làm chuyện ác, sẽ đoạn ác làm lành, bèn lìa khổ được vui. Đây là một đại tiền đề, đại nguyên tắc. Nay chúng sanh khổ như thế, không ai dạy. Dạy gì? Dạy con người giác ngộ. Đó là giáo dục. Không phải là dạy khoa học kỹ thuật. Đó không phải là giáo dục. Người Trung Quốc nói tới giáo dục thì giáo dục có nghĩa là dạy con người giác ngộ. Đó là giáo dục. Chúng ta phải hiểu rõ chuyện này. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy con người giác ngộ từ nhỏ. Hiểu mối quan hệ giữa con người với nhau, sẽ mới có thể suốt cuộc đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Sẽ có quan hệ cư xử hết sức tốt đẹp. Quan hệ cư xử tốt đẹp thì gọi là đức. Thông hiểu mối quan hệ nhân quả, không chỉ chẳng làm chuyện ác, mà ngay cả ác niệm cũng chẳng dấy lên. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Tâm quý vị thiện, tư tưởng thiện, ngôn ngữ thiện, hành vi thiện, quý vị suốt đời hưởng phước báo bất tận. Phước báo do vậy mà có. Người thế gian coi hưởng thụ vật chất là phước báo. Thực ra, đó là một phần nhỏ trong phước báo. Của cải là do trong mạng có. Trong mạng có bao nhiêu, quý vị chẳng có cách nào cưỡng cầu.
quý vị muốn vượt hơn số lượng của cải đã định sẵn trong số mạng, đó là chuyện không thể nào xảy ra được, sẽ chẳng làm được. Trong mạng quý vị đã có, mong giảm bớt một chút cũng chẳng giảm được. Trong mạng của quý vị có của cải phước lộc như thế nào? Trong đời quá khứ đã gieo nhân, đời này quả báo hiện tiền. Của cải là quả báo. Bố thí tài vật là nhân. Đời này là phú ông giàu có vạn ức. Kiếp trước tu tài bố thí khá nhiều, đến khắp nơi phân phát của cải. Khi thấy kẻ bần cùng cần đến, chẳng mãi mai keo kiệt. Đến đời này, suốt đời được giàu có lớn, tiền của đưa đến như thế đó. Thông minh, trí huệ là quả báo. Trong đời quá khứ tu pháp bố thí, khỏe mạnh trường thọ là quả báo. Trong đời quá khứ tu vô úy bố thí, tu ba thứ bố thí này sẽ đạt được ba thứ quả báo: tiền của, thông minh trí huệ và khỏe mạnh trường thọ. Trong đời quá khứ chẳng tu, nếu đời này may mắn gặp cao nhân chỉ điểm, quý vị có thể tin tưởng tu trong đời này vẫn kịp. Tôi là một kẻ may mắn. Khi tôi còn trẻ, ba điều này đều không có. Có rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi. Tôi rất tin lời họ. Trong mạng tôi, của cải trống trơn, có số ăn mày, còn được một chút thông minh trí huệ. Suốt đời này muốn chuyển biến phải dựa vào điều này. Chẳng vô úy bố thí nên đoạn mạng. Tôi tin tưởng người ở quê tôi đều biết, đời ông cố tôi còn khá, đến đời ông nội tôi gia cảnh đã lụng bại, đến đời cha tôi nghèo túng, không có mảnh đất cắm dùi, chẳng có được một mẫu ruộng nào ở quê nhà, không có nhà cửa để ở. Một mình tôi theo các bạn học đến Đài Loan, gặp được văn hóa truyền thống, gặp được Phật Pháp. Chương gia đại sư khuyên tôi xuất gia, vì tôi một thân một mình chẳng phải lo lắng gì. Số mạng tệ quá, chẳng có của cải gì, ngài dạy tôi tu. Vì thế, lão nhân gia dạy tôi tu tài bố thí. Tôi thưa, con cơm còn chưa đủ ăn, lấy đâu ra để tài bố thí? Ngài hỏi tôi, có cắt nào hay chăng? Một cắt thì được, một đồng tiền có hay chăng? Miễn cưỡng thì một đồng cũng được. Anh hãy bố thí từ một cắt, một đồng. Phải có ý niệm bố thí, phải có cái tâm này. Hễ gặp cơ hội, anh bèn tu, thật sự làm. Khi ấy tôi đã hiểu, biết Phật Pháp chẳng phải là mê tín. Thường đến chùa miếu. Tới chùa miếu để làm gì? Tìm đọc kinh sách. Do thuở ấy, chẳng thể mua kinh Phật ngoài phố, chẳng thể mua kinh sách được. Chỉ có trong chùa miếu Phật giáo mới có kinh Phật. Nhà chùa có tàng kinh lâu, có thư viện, có thể mượn đọc. Kinh điển trọng yếu như Đại Tạng Kinh không cho mượn về, chỉ đành lợi dụng ngày cuối tuần hay ngày nghỉ đến đó sao chép.
Vì thế gặp gỡ mấy vị cư sĩ, khi đó chúng ta còn chưa gọi họ là cư sĩ. Cầm cuốn sổ nhỏ đến Hóa Duyên in kinh, mọi người tùy hỷ bỏ ra chút ít. Gặp tôi ghi 2 cắt, 3 cắt, 5 cắt. Tôi chỉ có sức đến đó. Thầy dạy tôi như thế. Còn có phóng sanh. Phóng sanh cũng là góp tiền. Chúng tôi cũng đóng góp một chút như thế. Bắt đầu làm. Càng làm, hoàn cảnh càng tốt đẹp hơn. Quý vị thấy trong 10 năm gần đây, mỗi năm tôi bố thí để làm những thiện sự, gần như là 1.000 vạn Mỹ Kim. Tôi nằm mộng cũng không ngờ là càng thí càng nhiều. Pháp bố thí tăng trưởng thông minh, trí huệ. Tuổi thọ theo số mạng của tôi là 45 tuổi. Tôi đã sống lâu hơn 40 năm. Đó là gì? Vô úy bố thí. Vô úy bố thí thứ nhất là ăn chay, không kết oán cừu với chúng sanh. Tôi ăn chay đến năm nay là 59 năm, sang năm là 60 năm. Ăn chay, chẳng kết oán cừu với chúng sanh, phóng sanh, bố thí thuốc men. Bố thí thuốc men sẽ không sanh bệnh. Vì thế tôi bảo mọi người, vì sao tôi không thể bị bệnh, không có tiền thuốc thang. Tiền thuốc thang đem bố thí hết rồi. Nếu tôi để dành một khoản tiền chữa bệnh, chắc chắn phải ngã bệnh. Vì sao? Quý vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khoản tiền ấy dùng để chữa bệnh. Chắc chắn quý vị phải sanh bệnh thì mới dùng khoản tiền ấy được. Do vậy, tôi đem khoản tiền thuốc men tặng cho bệnh viện để bố thí cho người nghèo cùng mắc bệnh, giúp đỡ họ. Hàng năm giúp cho họ hơn 20 vạn. Do tiêu hết khoản tiền thuốc nên khỏe mạnh trường thọ, sẽ không thể ngã bệnh, chẳng mắc bệnh. Những chuyện này đều do thầy dạy. Tôi tin tưởng thầy, y giáo phụng hành. Cho nên đời này sống rất tự tại, sống rất hạnh phúc. Hạnh nghiệp này là đi theo con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời dạy học. Chỉ dạy học, chẳng làm chuyện gì khác. Nay chúng ta thật sự hiểu rõ, chỉ có giáo học là có thể giúp hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ lạc là quả báo, nhân là mê ngộ. Giáo học giúp chúng sanh phá mê khai ngộ là cái quả tự nhiên. Lẽ nào Ngài chẳng lìa khổ được vui? Nhìn lại, tôi thấy tất cả những vị sáng lập tôn giáo đều là những người hết sức lỗi lạc. Vì sao? Đều là giáo học. Thuở tại thế, Gia Tô dạy học 3 năm, Ngài bị người ta hại chết. Nếu chẳng bị kẻ khác hại chết, tôi tin Ngài sẽ giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, suốt đời dạy học. Mục Hãn Mặc Đức Mohammed dạy học 27 năm, thời gian Phật Thích Ca dạy học dài nhất 49 năm. Dạy học vui sướng, nâng cao đức hạnh và trí huệ của chính mình, giúp người khác phá mê khai ngộ. Vì thế, để cứu vãn phong khí xã hội hiện thời, dùng phương pháp gì? Dạy học. Nếu quốc gia nào hiểu rõ, người lãnh đạo đất nước giác ngộ, hiểu rõ, lợi dụng đài truyền hình và mạng Internet của đất nước
để dạy những khoa mục luân lý, đạo đức, nhân quả. Những khoa mục ấy đều giúp cho con người giác ngộ. Tôi tin tưởng quốc gia ấy tối đa sau một năm, xã hội sẽ an định. Vấn đề sẽ được giải quyết. Trong quá khứ, tôi đã bàn với nhiều người, trong khi giảng kinh cũng nhắc tới. Hiện thời, quốc gia cần loại nhân tài nào bức thiết nhất? Giáo viên giáo dục truyền thống. Nếu đất nước có thể bồi dưỡng 50-60 giáo viên, thiết lập một đài truyền hình chuyên phát sóng trong 24 giờ, thì sức mạnh của 50-60 giáo viên ấy sẽ hơn 500 vạn đại quân. Trong thời gian một năm, có thể đưa quốc gia xã hội theo đúng quỹ đạo. Ai nấy đều giác ngộ, tai nạn sẽ quá giải, ngay cả thiên tai cũng chẳng còn. Hết sức đáng tiếc là hiện thời nhiệm kỳ tuyển cử của tổng thống hay thủ tướng ở các quốc gia Tây Phương là 4 năm. Đầu óc họ luôn nghĩ cách tranh thủ phiếu bầu cho nhiệm kỳ tới, chẳng hề nghĩ đến chuyện này. Rất đáng tiếc, hễ tôi có cơ hội vẫn khuyên họ: đừng bận tâm đến phiếu bầu. Nhiệm kỳ kế tiếp đắc cử hay không chẳng sao cả. Chính mình trong thời gian 4 năm hãy khéo làm tốt chuyện này, công đức to lắm. Công đức không gì có thể sánh bằng, hơn đắc cử nhiều lắm. Đây là chuyện chúng ta phải nên làm. Do vậy, đối với diệu hiển khổ lạc, nay chúng ta mới thực sự thấu hiểu dụng tâm giảng kinh của Đức Thế Tôn từ hơn 2.500 năm trước. Dụng tâm chân thật nhằm khích phát, cổ vũ chúng sanh đang mê muội chìm đắm. Chúng ta đã giác ngộ, hãy giúp người khác giác ngộ. Chúng ta biết phương pháp này, phải giúp đỡ những vị đại đức có địa vị, có cơ duyên.